test xe các bạn nhé. Đùi thằng đùi. Rồi xe đấy. Ê. Xe đi vẫn là ok các bạn nhá. Đấy. Xe đi độ rung nắc rất là ít thôi nhá. Về anh này, anh ở bên Hải Hậu, Nam Định nhá. Sao vậy? Sao chạy lại? Hôm nay em sang thăm cơ sở mà đã đóng bên em một con xe ba bánh thôi nhá. Bác chuyên chở cá mồi dùng cho ao tôm các bác nhá. Đấy. Dùng cho ao tôm chở cá mồi trong vận dụng công việc của bác. Đấy. Em sang tận cơ sở của bác vì bác đóng ở bên em một hai con xe các bác nhá. Đấy. Xe đi ổn định không bác? Rất là ổn định. Tới lùi là số rất là ngọt luôn ạ. Xe đảm bảo là chờ được khoảng đến 1 tấn đấy. À. Điện hay là cát măng đều được. Bác đóng ở cơ sở nào nhỉ? Tôi đóng ở cơ sở Minh Hợp tại Nam Định. Nhìn xe vẫn đang còn chắc chắn quá nhá. Đấy. Do công việc của bác đồng áng đầm đìa nên nước mặn rất là cao các bác nhá. Nên xe nó không được đẹp. Do bác đi nước mặn, ao cá, ao tôm nên cái xỉ rét này không thể tránh khỏi các bác nhá. Xe thì rất là ok. Với một bộ xe rất là hầm hố. Khung chassis dưới nó là hộp 48 các bác nhá. Đấy. Hộp 48 đấy, kết cấu lên trên 24 này. Và đòn đỡ đây. Đấy. Nhìn rất là chắc chắn các bác nhá. Bánh sử dụng là bánh 400-12. Đấy. Thông số bánh 4 chức chạy vào con đuôi tàu đây. Đấy. Các bác đóng một con xe ba bánh thì các bác nấm một con xe này, xong rồi các bác cắt đoạn đuôi đi. Từ mà cái rằng của cái thùng xăng đây các bác nhá. Từ cái rằng của cái bình xăng sau các bác nhá. Đây. Là chỗ đoạn rằng hai bên hông này đây. Đấy. Các bác cắt đi, xong rồi các bác kết nối một cái VN lên các bác nhá, VN đứng lên đấy. Để một cái kết nối vào cái khung của cái xe này để cho chắc chắn các bác nhá. Đấy. Về gia cố rằng đi rằng lại thùng các bác nhá. Đấy. Chơi cái hộp 48 to. Đấy. Để cho kết nối khung. Và hệ thống kết cấu dưới đây. Dưới thì các bác tạo một cái kết nối u lên để kết nối vào cái bệ này các bác nhá. Đấy, để cho chắc chắn. Về phần nhíp đây. Nhíp này dùng nhíp sấu ná. Dài 75 thôi nhá. Nhíp đây. Hệ thống treo nhíp đây. Cầu là cầu ở giữa. Hệ thống treo nhíp đây các bác nhé. Do bác thiết kế thùng thấp
thì nhíp độn ở nhíp treo phía dưới thôi nhá. Còn khi mà các bác sử dụng thùng cao thì các bác để phần nhíp nó ở bên trên thì các bác nhá, để cho thùng nó cao hơn. Đấy. Phanh đây, phanh vẫn là dùng phanh chân kìa. Đấy. Có là cầu cầu số phụ các bác nhá, cầu số phụ đây. Đấy. Cắt đằng là nối này. Đấy. Có cầu số phụ. Đấy. Số phụ đây. Khi nào các bác sử dụng nên dốc thì các bác cài số phụ vào. Số là dùng số cốt 17 các bác nhé. Do bác làm ở đồng áng auto nên nước muối mặn dỉ sét nó hơi cao các bác nhé. Con xe này thì bác chuyên chở những cái thùng phi cá mồi các bác nhá, để vận dụng chở cá mồi để cho auto. Tùy theo công việc của mỗi bác vận dụng vào những cái hành trang của các bác nên các bác sử dụng. Bên em thì chuyên cung cấp phụ tùng đồ chế xe bao bánh. Bên em là cơ sở Minh Hợi các bác nhé, luôn đạt tiêu chí uy tín đặt lên hàng đầu các bác nhé, uy tín số 1, uy tín chất lượng và giá cả phải chăng các bác nhé. Các bác có nhu cầu đóng xe hay là mua phụ tùng để các bác chế vào những cái công việc của các bác thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên video thôi nhé. Em hẹn các bác ở những video sau. Em chào các bác.